Dậy đi ba, giả bộ hoài à. Gì vậy, bà lo gì? Sao giờ này má tôi còn chưa về nữa kìa. Khổ quá, đừng có lo lắng quá. Nếu mà có chuyện gì á, thì ông Tiếu tôi đã gọi điện về cho bà rồi. Bà không thấy gì hết có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra ghê gớm đâu. Thiệt á, tôi là đứa bất hiếu quá mà. Gì vậy? Cũng tại tôi hết á. Tại tôi mà má tôi bây giờ khổ sở vậy nè. Ê vậy? Đưa tiền cho tôi đi. Giờ bọn giang hồ dí tôi quá chừng kìa. Trời đất ơi, nói chuyện giống như con mình bà bị dí vậy. Bà không thấy tôi tiếp ba muốn nhóm dí đó hả? Nói gì có yêu thương nhau vậy trơn vậy trời. Nè nè, cái này là do tự ông chuốc lấy ngang. Gì vậy? Tức quá trời ơi. Phút 89 rồi, thành công tới nơi rồi. Tự nhiên ở đâu lòi ra thèm nhóm nó vậy ba? Ủa, có mình bà tức hả? Tôi mới là người tức nè. Ủa, tôi tưởng tôi giải quyết xong hết trơn rồi. Bà thấy không, hôm bữa tôi giục luôn cái điện thoại rồi đó. Để nó không có định vị được. Tôi tưởng là cao lắm á, tụi nó bêu xấu tôi trên mạng thôi. Ai về phải công nhận là tụi này nó giỏi thiệt đó. Nó mò tới tận quê luôn. Ông nín đi. Rồi giờ ông suy nghĩ đi coi còn có cách nào khác nữa không. Còn có cách nào nữa? Còn có miếng đất đó. Nhưng mà giờ xảy ra vụ này rồi, trong tí tôi không lấy lại luôn rồi đó. Ông đúng là đồ phản bội mà. Gì vậy? Cái đồ xấu xa. Được rồi, đã như vậy hen, tôi nói cho ông biết, tôi mà chìm xuồng hen, tôi lôi ông xuống luôn. Trời, là sao? Sao hả? Thì tôi nói thiệt cho tí ông biết luôn, cái chuyện đám cưới giả này. Ê, khoan, có gì từ từ tính chứ. Ê, ê. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như, khóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.